Vâng, đầu tiên thì mình xin giới thiệu về bản thân mình, tên là A Của. Và mình cũng là một người là dân tộc Mông trong bản Hô Tạc. Về cái nghề làm giấy của người Hơ Mông mình thì được truyền từ đời là ông bà cha mẹ. Rồi lại bây giờ mình cũng học từ ông bà cha mẹ về mình làm. Và cái nghề làm giấy của người Mông mình thì cũng có các rất nhiều các bước để làm. Đầu tiên là mình phải lấy tre, thu hoạch tre. Tre là thu hoạch vào tháng 8 và tháng 9. Khi mình đi lên rừng thu hoạch tre là đi chọn những cây tre mà không quá già và cũng không quá non. Về mình sẽ bỏ mắc và tước vỏ. Sau đó là mình sẽ chẻ ra từng miếng nhỏ để vừa cái nồi luộc là mình sẽ mang đi luộc. Sau đó trong khi luộc là mình sẽ xếp một lớp tre và mình sẽ trộn một lớp tro vào vôi. Nên sau đó là mình sẽ đầy xếp đầy cái nồi luộc là mình sẽ phủ một lớp lá lên trên cái nồi tre nồi đó, là sau đó là mình sẽ đun củi thật to lên trong vòng 7 đến 8 tiếng. Mà khi mình sờ cái thanh tre mình chẻ ra đấy mà cảm thấy nhừ rồi, sau đó là mình sẽ vớt ra mang đi rửa sạch cho vào vôi, là sẽ mang đi ngâm trong vòng 8 9 10 ngày đó. Thì khi cảm thấy mà nó đã ra nhiều bột rồi thì mình sẽ mang ra giá. Và cái công đoạn đầu tiên mình giá này là nó cũng phải giá rất lâu thì nó mới ra nhiều bột. Thì sau đó là mình sẽ, khi mà mình cảm thấy giá đủ để lọc lấy bột rồi thì mình sẽ lọc lại những cái mảnh nào to để mình giá lại, hoặc mình sẽ lấy lại những cái bột để mình mang đi đổ lấy cái khuông to khoảng 1 mét rưỡi đó. Là mình sẽ đổ ra, ví dụ như trong thời tiết nắng như là những cái ngày hôm nay thì một ngày là mình làm được 2 đến 3 tờ, nhưng mà phải làm rất nhiều khuông. Có như có người già là mình đã làm cái này là mình phải ở nhà. Trời nắng thì mình chỉ là xem cho gà hoặc là chó trẻ con nó không làm rách thôi. Còn nếu như mà mình không ở nhà thì trời mưa cái lại hỏng hết. Và cái giấy này là đối với dân tộc Mông mình là cũng rất quan trọng. Nhà nóng phải có. Trong vòng 1 năm thì nhà nào sử dụng ít nhất phải 25 đến 30 tờ, rộng khoảng 1 mét rưỡi. Đó là để mình sử dụng như là thờ cúng trong gia đình, rồi là làm phong tục này, hoặc là làm ma chay các kiểu. Và bây giờ thì mình vừa làm để dùng trong gia đình và vừa làm để cho phục vụ khách du lịch ở trong bản mình. Và ở trong bản thì cũng có rất nhiều hộ gia đình cũng làm, nhưng mà họ chỉ làm ít thôi. Ví dụ như họ làm 1 năm thì có thể là không sử dụng nhiều thì họ cũng sẽ đủ dùng trong 2 năm. Còn nhà nào mà bảo kỳ công quá thì họ cũng sẽ đi mua, họ cũng không làm nữa. Mình cũng rất mong muốn là cái nghề làm giấy, nghề làm giấy của người Hơ Mông mình, là mong muốn những cái hộ gia đình khác có thể là cũng phát triển về cái nghề này để khách, bởi vì là cái bản mình là vẫn đang là bản du lịch, thì khách đến rồi có thể là sẽ vào những hộ gia đình đó mà khách tìm hiểu về cái nghề làm giấy của người Mông mình. Giấy thì cũng sử dụng như là người Kinh thì có thể là sử dụng vào tiền vàng má đốt cho tổ tiên. Thì thay thì mình người Mông mình thì có thể thay vào tiền vàng má để đốt cho tổ tiên. Và khi có một người nào đó mất thì như là mình làm dỗ, hoặc là như này mình không phải cầm một tờ giấy và một chai rượu đi viếng người mất đó. Và mình có tiền thì cũng phải ủng hộ cho gia đình đó một chút tiền. Và cảm ơn.